Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của Diễn đàn 26. Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ trả lời một số câu hỏi của quý vị. Tất nhiên là chỉ trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của mình mà thôi. Thưa quý vị, tài khoản Huỳnh Nhi có hỏi rằng chú ơi, vụ trường đua Đại Nam tổ chức đua chó, ngựa nhưng đã đặt tên người cho những con vật ấy thì như thế nào ạ? Hôm nay trên báo Tuổi Trẻ lên bài lấy ý kiến của một số luật sư bảo Đại Nam vi phạm pháp luật do làm nhục người khác. Tuy nhiên, theo con nghĩ thì việc đó nó rất bình thường và xã hội vẫn xảy ra. Trong khi đó, Đại Nam không đặt tên đúng như giấy khai sinh và chức vụ xã hội của những người đó thì làm sao vi phạm pháp luật vì tội cố ý làm nhục người khác. Xin chú cho ý kiến ạ. Con cảm ơn chú nhiều và trân trọng. Thưa quý vị và cháu Huỳnh Nhi thân mến, ở nước ngoài đó, thì người ta yêu quý thần tượng ai thì người ta đặt tên người đó cho thú cưng của mình. Tôi nghe bạn tôi ở bên Mỹ nói rằng nhiều người lấy cả tên của tổng thống để đặt cho chú chó mà họ cưng nhất. Thế nhưng đó là chuyện của văn hóa phương Tây. Thế còn ở ta đó, thì thưa quý vị, chưa quen với việc này. Đối với những người lớn tuổi hay ở vùng nông thôn đó, thì họ coi cái việc đó là điều không nên làm. Tuy nhiên, những năm gần đây đó, thì một số bạn trẻ, nhất là ở đô thị đó, đã bắt đầu chọn những cái tên của những nhân vật nổi tiếng nhất để đặt tên cho thú cưng của mình. Như vậy thì cũng có nghĩa là nhận thức và quan niệm về văn hóa của ta trong đời sống xã hội đã có những cái chuyển biến. Đây là điều đương nhiên thôi quý vị. Khi mà nước ta mở rộng cửa hội nhập với thế giới bên ngoài thì tất yếu sẽ có sự giao thoa về văn hóa. Tất yếu là như vậy thưa quý vị. Thế đó là tôi nói về thực tiễn trong đời sống xã hội của ta hiện nay. Thế còn nói về luật á, thì việc bà Hằng đặt tên cho các chú chó chị ngựa tại cuộc đua chó đua ngựa diễn ra khoảng 30 phút tại trường đua Đại Nam cách đây vài ngày rồi, thì có vi phạm pháp luật hay không? Thưa quý vị, Điều 155 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung năm 2017 đó, thì có quy định người phạm tội làm nhục người khác là người có hành vi bằng lời nói hoặc là hành động xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác, như là lăng mạ này, chửi rủa này, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo, quay hình ảnh để bêu rếu chẳng hạn. Ở đây tôi không thấy có cái chữ nào, dòng nào, đoạn nào đề cập hay là nghiêm cấm việc lấy tên người khác đặt là tên cho súc vật cả. Như vậy thì muốn xác định việc bà Hằng có làm nhục người khác hay không thì phải giải mã cho được thế nào là lăng mạ. Việc lấy tên người của người này rồi của người nọ để đặt tên cho thú cưng hay là đặt tên cho súc vật có được coi là hành vi lăng mạ hay không? Đây là vấn đề không thể dùng cảm xúc để áp đặt được hay là dùng ý chí chủ quan khi luật chưa quy định cụ thể rõ ràng. Và trong xã hội đó, thưa quý vị, trong xã hội thì còn có những nhận thức rất khác nhau về vấn đề này. Có thể là cùng bị một hành vi nhưng người này thì cho rằng là xúc phạm, người khác thì không. Người thì cho là rất quan trọng nhưng mà người khác lại cho rằng là quá đổi bình thường. Việc bà Hằng lấy tên Đức Hiển Hàng Ni để đặt tên cho các chú chó chú ngựa trong cái chương trình biểu diễn tại trường đua Đại Nam đó, theo luật thôi nha quý vị, theo luật thì khó có thể quy kết rằng đó đúng là Nguyễn Đức Hiển hay đó xác thực là Đặng Thị Hàng Ni. Thậm chí ngay cả khi trùng có họ lẫn tên đi chăng nữa thì cũng khó có thể quy kết rằng đó đích thực là nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàng Ni. Vì cả nước Việt Nam này đó,
chắc chắn sẽ có không ít người trùng cả tên lẫn họ. Và ngay cả cái việc nếu bà Hằng thừa nhận là có chủ đích sử dụng những cái tên để đặt cho những chú chó, chú ngựa của mình trong cái cuộc đua mang tính giải trí vừa rồi đó, thì theo tôi cũng khó mà quy cái tội làm nhục người khác, vì trong luật không có quy định các cái căn cứ này. Thưa quý vị, ở đây có một cái giải pháp mà luật có thể dựa vào đó để làm căn cứ, đó là dựa vào cái sự đánh giá của dư luận. Mà muốn dựa vào cái sự đánh giá của dư luận đó thì phải điều tra xã hội học, khó khăn và rất phức tạp, thưa quý vị. Và cũng xin nói thêm rằng cái khổ là trước một sự việc, vấn đề nào đó thì bao giờ cũng có ít nhất là hai luồng dư luận trái chiều nhau. Vì vậy để đánh giá kết luận đó là cả một vấn đề nhạy cảm, thưa quý vị. Đây chỉ là cái góc nhìn hạn hẹp của diễn đàn 2016, và xin phép quý vị là diễn đàn không tỏ rõ quan điểm đồng tình hay là phản đối, thì đây là một cái vấn đề khá nhạy cảm mà luật chưa có cái quy định rõ ràng. Còn với nhà báo Đức Hiển và nhà báo Hằng Ni đó, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ bức xúc và sẽ có một cái góc nhìn khác. Tôi nghĩ như vậy. Một lần nữa thì diễn đàn xin cảm ơn cháu Huỳnh Nhi đã đặt cái câu hỏi cho diễn đàn. Câu hỏi thứ hai của tài khoản Canary có hỏi rằng là nếu như ông Hiển không chịu sao kê thì coi như chìm xuồng từ thiện, có phải không chú? Thưa quý vị, nếu bình thường không ai biết thì thôi, chứ bây giờ thì cái câu chuyện này đã trở thành vấn đề khá nóng, được nhiều người quan tâm, thì theo tôi nó khó có chìm xuồng lắm. Hơn nữa trong cái chương trình hôm trước đó, thì tôi có nói vì ông Hiển là đảng viên, mà đảng viên thì phải đi trước để làm nước theo sau. Ông Hiển là lãnh đạo, là phó tổng biên tập được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm, thì càng phải gương mẫu trong cái vai trò lãnh đạo của mình, phải có trách nhiệm đối với những việc mà mình đã làm. Trong cái chuyện này đó, bà Hằng đã đưa ra một cái con số khá cụ thể là ông Hiển đã quyên góp tới 150 tỷ đồng gì đó. Và nếu quả thật có cái chuyện như bà Hằng nói, thì diễn đàn 2016 nghĩ rằng ông Hiển sẽ phải công khai minh bạch, vì đó là danh dự của ông, danh dự của gia đình ông và danh dự của tờ báo. Ngoài ra đó, thưa quý vị, dù muốn hay không thì chắc chắn ông Hiển sẽ còn phải có trách nhiệm giải trình về số tiền mà ông xây dựng ngôi nhà của mình. Vì vậy, diễn đàn 2016 tin rằng không thể chìm xuồng được. Thưa quý vị, tôi rất thích cái câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi Bắc Ý còn làm Thủ tướng Chính phủ là phải xây dựng một chính phủ trong suốt, một chính phủ sáng như pha lê, thưa quý vị. Và câu hỏi thứ ba là của tài khoản Nguyễn Tiến Tùng hỏi diễn đàn 2016 rằng lý do tại sao vụ việc bà Hằng ồn ào trong suốt mấy năm trời, người dân trong nước cũng như ở nước ngoài ai cũng biết, vậy mà đến nay chưa thấy bất cứ một cơ quan chức năng nào của Trung ương có tiếng nói gì. Như vậy thì lòng dân có còn tin vào sự nghiêm minh của pháp luật nữa hay không? Bản Tùng thân mến, drama Nguyễn Phương Hằng chưa đến hồi kết thúc, nhưng kết quả thì đã có rồi đó. Đó là gì ạ? Đó là nghị định 93 của chính phủ với những quy định rất mới về việc vận động kêu gọi quyên góp cứu trợ. Tôi cho rằng đây là kết quả khá rõ ràng và thành công nhất, hiệu quả lớn nhất cho xã hội. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là khởi tố vụ Thiền Am. Vụ này thì đã tồn tại dai dẳng bao nhiêu năm nay mà không ai dám nói, hoặc có nói rồi lại buông. Hay là báo chí cũng đã lên tiếng rồi, nhưng sau đó thì lại thôi.
Nhưng từ khi mà drama này xới xáo lên và lên tiếng mạnh mẽ thì Thiền Am đã bị khởi tố. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một số kết quả khác, tuy chưa làm hài lòng một bộ phận người dân, nhưng rõ ràng là nhà nước đâu có làm thinh à. Cảm ơn bạn Tùng rất nhiều, mong bạn tiếp tục đồng hành với diễn đàn 26. Còn câu hỏi thứ tư, câu hỏi thứ tư là của tài khoản nhà đất Phương Nam, hỏi rằng: chú ơi, hiện nay có một số người cho rằng ai mà đồng tình hay không công kích bà Hằng thì đó là những người bưng bô cho bà Hằng. Chú nghĩ sao về những câu nói như vậy ạ? Thưa quý vị, điều này thì cũng bình thường, về tâm lý chung thì ai nói ngược với họ thì họ phản ứng thế thôi. Mà phản ứng thì có nhiều dạng, nhiều cách, trong đó có cái sự chửi. Thưa quý vị, tôi đọc các comment bình luận của diễn đàn 26 đó, thì tôi rất hiểu cái chuyện này. Hầu hết những người chửi đồ bưng bô hay là thằng già bưng bô gì đó vân vân thì họ đều không có lý lẽ. Họ vào họ chỉ nói đúng có một câu là đồ bưng bô rồi thôi. Vì vậy cháu qua nhà đất Phương Nam và quý vị, theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng không nên quá bận tâm về chuyện này. Thưa quý vị, trên kênh của luật sư Hoàng Duy Hùng đó, người ta vào người ta chửi anh ấy là đồ bưng bô cho cộng sản. Đồ bưng bô cho cộng sản. Thế anh ta nói lại rằng là tôi không nhận mấy ông bưng bô về mà xài. Thế thôi. Cũng có lúc anh ấy nóng giận quá thì anh ấy nói thêm là mấy ông mà không bưng bô về thì tôi ụp cái bô vào mặt mấy ông. Đó là trên cái kênh của luật sư Hoàng Duy Hùng, và luật sư Hoàng Duy Hùng đã nói như vậy. Chứ diễn đàn 26 thì không nói được như vậy, thưa quý vị. Nhân đây thì tôi cũng xin nói với quý vị là tôi rất vui mừng khi tất cả các comment bình luận ủng hộ của quý vị đó đều không có ai sử dụng hai cái từ này để phản ứng lại với những người không thiện chí. Điều đó có nghĩa là quý vị đã giúp tôi giữ cho cái khuôn viên của diễn đàn 26 sạch sẽ và thông tho. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn rất nhiều câu hỏi nữa, nhiều câu hỏi rất hay của quý vị, nhưng mà thời lượng của chương trình tôi nghĩ là cũng đã khá dài rồi, cho nên xin phép quý vị cho diễn đàn dừng tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.